Hôm nay Thí Dũng thay mặt bốn anh chị em đã trợ duyên với chú Ba với số tiền là 38 triệu đồng. Người thứ nhất đó là gia đình của chị Kim Nguyễn đã chuyển khoản cho Thí Dũng 10 triệu đồng để trợ duyên với chú Ba. Và người thứ hai là chị Nguyễn Thu Nguyệt trợ duyên với chú Ba là 1 triệu đồng. Và người thứ ba là gia đình của chị Hồ Chin và bé Thiên An 1 triệu đồng. Và người thứ tư là gia đình của cô Sáu Sùn ở Hàn Quốc nhưng mà gốc ở Việt Nam chúng ta, là ở tại Tân Lập gần nhà của cư sĩ Thành Hậu trước đây. Cô Sáu Sùn nói là hỏi Thành Hậu là sẽ biết cô Sáu Sùn. Thành Hậu biết không? Dạ biết. À, vâng. Thì gia đình của cô Sáu có chuyển khoản cho Tiến Dũng với số tiền là 26 triệu đồng để trợ duyên với chú Ba. Thì tổng danh sách của bốn anh chị hôm nay là 38 triệu đồng. Con xin trao tặng tay cho chú Ba để cho chú Ba tu sửa lại cái căn nhà này để cho bà con về làm bệnh. Dạ, A Di Đà Phật. Tuyết Dũng kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thật an lạc. Ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại nhà thất nam của chú Ba Hùng ở tại địa chỉ ấp Hòa Thạnh, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để thay mặt các vị mạnh thường quân đã trợ duyên giúp cho chú Ba có được những bằng thiện tài để tu sửa lại cái căn nhà tạm ở phía sau, để cho các bà con ở khắp nơi có thể về đây để điều trị lâu dài về các căn bệnh thoát vị địa điểm và thoái hóa cột sống. Thì ngay sau đây Tiến Dũng xin mời quý vị hãy cùng theo chân của Tiến Dũng đến để gặp lại chú Ba, cũng như là xem lại cái căn nhà của chú Ba đã tu sửa tới đâu rồi nhé quý vị. Xin kính mời tất cả quý vị nhé. Vâng, rồi giờ Tiến Dũng sẽ đi ra phía sau để gặp lại chú Ba nhé quý vị. Dạ, chào cô Tư. Chào cô. Dạ, khỏe không cô Tư? Khỏe. Dạ, hôm nay chú Ba cũng đang xây cắt cái nhà tiền chế đó tới đâu rồi cô Tư? Tới 80% rồi. 80% hả? Ổng ra làm luôn. Ổng trộn hồ, đang trộn hồ ngoài đó đó. Cô ra cô tiếp. Rồi giờ có mấy đoàn ở Long An xuống, giờ cô phải lo cơm nước, vô cô lo cơm nước cho người ta. Dạ. Tại người ta. Vậy ha. Rồi để con ra sao con gặp chú Ba coi. Rồi. Cảm ơn cô Tư nha. Dạ chú Ba, khỏe chứ Ba? Dạ, hôm nay mình làm tới đâu rồi chú Ba? Rồi coi hai phần rồi. Vậy hả? Còn từng lễ nữa. Dạ, chào chú. Vậy hả? Bây giờ để cô đi ra sao? Ra sao đi. Vậy là chú Ba đang có khách hả? Dạ, có khách. Thôi vậy chú Ba ra trước đi, con ra sao con coi làm tới đâu ha. Dạ. Dạ, chúng ta sẽ đi ra phía sau để xem coi hôm nay chú Ba sẽ cắt tới đâu rồi nhé quý vị. Phía sau vườn quá mát mẻ rộng rãi luôn. Đây các anh thợ đang làm nữa vị ơi, lót gạch luôn ha, ngon lành ha. Đây các anh thợ đang tu sửa lại không phải. Đây làm tôn mới tinh luôn ha. Dạ chào chú Chính. Đây chú Chính là em của chú Ba đây vị. Chú Chính cũng coi trong phụ tiếp chú Ba về vấn đề sửa chữa này chú Chính ha. Dạ. Hôm nay là mình làm khoảng hoàn thiện khoảng bao nhiêu phần trăm rồi chú Chính? Cái này cũng hoàn thiện cũng cái này có 80% rồi. 80% ha. Dạ. Đây lót gạch tội dưới này sạch sẽ ha chú Chính ha. Dạ. Toilet rồi có cửa bọng rồi hết trơn nè. Che thêm cái phía sau là để bếp rồi sao chú Chính ha. Để vị thấy đây, chú Ba đã tiến hành sửa chữa lại cái căn nhà này, cũng thể gọi là căn nhà tiền chế. Đây. Mấy cái cây này là mình mua là cái nhà chú Chính, mua hết rồi ha, tất cả vật tư đều mua hết. Chỉ là hết, hoàn thiện khoảng 80% mà chú ha. Chạm gác rồi chết luôn. Dạ, chết gác luôn hả? Dạ. Đây, Tiến Dũng trèo lên trên gác nè vị.
đây trên gác trên này nè, đó, lót dán làm cái sàn cái này lại ha, rồi lập ton rồi cũng mới ton hết, cây bọng rồi bổ sung thêm vô cho nó cứng cáp lại, đó. Rồi các anh thợ hồ đang xây ở dưới. Vâng, Tấn Dũng và cư sĩ Thành Hậu cùng với chú Ba thân ái kính chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay là ngày 6 tây tháng 4, Tấn Dũng trở lại thăm chú Ba và mang theo những phần tiện tài của bốn anh chị đã trợ duyên với chú Ba tu sửa lại cái căn nhà ở phía sau miếng đất vườn của chú Ba để cho bà con có thể ở xa đến đây có thể là điều trị những cái căn bệnh như mà chú Ba đã nói là đau khớp và gai cột sống, gai cột sống thôi quá vì thấu gỉ điểm đó. Thì hôm nay Thế Dũng thay mặt bốn anh chị em đã trợ duyên với chú Ba với số tiền là 38 triệu đồng. Vâng, người thứ nhất đó là gia đình của chị Kim Nguyễn đã chuyển khoản cho Thế Dũng 10 triệu đồng để trợ duyên với chú Ba, và người thứ hai là chị Nguyễn Thu Nguyệt trợ duyên với chú Ba là 1 triệu đồng, và người thứ ba là gia đình của chị Hồ Chin và bé Thiên An 1 triệu đồng, và người thứ tư là gia đình của cô Sáu Sùn ở Hàn Quốc nhưng mà gốc ở Việt Nam chúng ta, là ở tại Tăng Lập gần nhà của cư sĩ Thành Hậu trước trước đây. Cô Sáu Sùn nói là hỏi Thành Hậu là sẽ biết cô Sáu Sùn, Thành Hậu biết không? Dạ biết. À vâng, thì gia đình của cô Sáu có chuyển khoản cho Tấn Dũng với số tiền là 26 triệu đồng để trợ duyên với chú Ba, thì tổng danh sách của bốn anh chị hôm nay là 38 triệu đồng. Con xin trao tặng tay cho chú Ba để cho chú Ba tu sửa lại cái căn nhà này để cho bà con về làm bệnh. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn. Dạ, tiếp theo thì xin mời bạn cư sĩ Thành Hậu công bố cái danh sách của các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chú Ba. Dạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa chú Ba và toàn thể chị quý vị xem trên màn ảnh nhỏ kính mến. Thì hôm nay thuận theo nhân duyên thì chú Ba có một tấm lòng để hỗ trợ cho tất cả những vị có những căn bệnh vào thân. Tại vì cuộc sống con người gồm có sanh già bệnh tử, tức là theo định lực thiên nhiên của tạo hóa không thể nào thoát khỏi được. Vậy mà hôm nay cái cơ sở của chú Ba thành lập lên để mục đích là làm sao điều trị được những cái căn bệnh của tất cả mọi người đến với chú Ba cũng là một cái nhân duyên. Như vậy thì vì chỗ đó mà những nhà mạnh thường quân mới động mối từ tâm và y theo lời thầy đã chỉ dạy, là một là giúp đỡ lẫn nhau, thứ hai là sự đoàn kết, ước mơ thế giới lần hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Vậy mà hôm nay những vị mạnh thường quân đã gửi cho Thành Hậu một số tiền để đến trao cho chú Ba, là những danh sách những vị mạnh thường quân. Một là chú Hải ở nước ngoài gửi cho chú Hai là 500 đô đổi ra là 11 triệu 500 ngàn. Và vị thứ hai là cô Ba Vĩnh Long, cô Ba Vĩnh Long hôm qua đó là gửi cho Thành Hậu là 12 triệu để một cái tấn gạo ở tại nhà chú Sáu Hả, và gửi cho chú Ba Hùng là 5 triệu để xây dựng và thuốc men ở nơi khu vực này. Và người thứ ba là chị Cẩm 2 triệu, người thứ tư là chị Mai 1 triệu, và người thứ năm là Nguyễn Cường 1 triệu, và người thứ sáu là Nguyễn Thị Kim Hương gửi 3 triệu, mà phóng sanh là 2 triệu, phóng sanh 1 triệu, gửi cho chú Hai là cho chú Ba là 2 triệu. Và người thứ sáu tức là chị Nguyễn Thị Kim Hương gửi cho cái một vị này, có nghĩa là Hương Linh ông Mai Văn Vui, gửi phóng sanh 2 triệu, và gửi cho chú Ba Hùng 1 triệu. Và người thứ bảy là Quách Thị Kim Ngân gửi 500 ngàn. Như vậy là tổng số hôm nay Thành Hậu được nhận là 22 triệu. Thì xin gửi cho chú Ba để chú Ba làm một cái tu sửa nơi này, và có một cái khoản để chú Ba làm thuốc. Và đây là 22 triệu của 7 vị mạnh thường quân ở bên Thành Hậu. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, xét ra cuộc đời của con người chúng ta, sau khi biết được cuộc đời hạ quan sắp tàn và thân xác con người mang thân tứ đại, sớm muộn gì ai cũng phải đi đến chỗ cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Nhưng trên đường chúng ta mang thân phàm, muốn vượt cõi phàm gian, đi vào một thế giới vô hình, nhất là Phật Thánh Tiên, chúng ta phải nghe theo lời của Đức Thầy hoặc chư Phật. Là Đức Thầy Ngài cho biết là muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Cho nên hôm nay trên đường tôi tu mấy chục năm nay, dưới nguyện vọng rằng làm từ thiện, bên cạnh đó là nói đạo cho bà con xa gần tu hành. Cho nên hôm nay dưới cái tinh thần thương yêu như con một cha, thấy xã hội bà con ở trong nước hoặc nước ngoài là ăn những cái đồ ăn quá chất, là thuốc sâu gầy ở trong cơm gạo thực phẩm, cho nên vậy mà số bệnh nhân trong nước và trên thế giới đang lan rộng một cách khủng khiếp. Tôi là đem hết sức mình để nghiên cứu về vấn đề thuốc men cộng với cái vấn đề tài năng ích đỉnh, thì nguyện là sẽ đem hết sức mình để làm sao đem lại sức khỏe tốt cho bà con xa gần. Trên hôm nay ngoài cái việc bào chế thuốc viên là cho bà con xa gần, ngoài ra còn có một cái chương trình muốn thành lập cái nơi đây, cái điểm để sau này bà con là gai cuộc sống, thoái hóa, thoát địa điểm để có điều kiện đến đây thì bó thuốc, bấm huyệt, cho thuốc viên và bằng mọi cách khác là làm sao tạo điều kiện cho cái người gai cuộc sống, thoái hóa, thoát địa điểm tới đây rồi ai cũng được lành mạnh. Cho nên trên đường tôi làm giảng viên mấy chục năm là không có cái vấn đề điều kiện về kinh tế, vì vậy mà tôi là nhận cái đồng tiền của bà con xa gần, nói chung là rất là mang cái sứ cái bổn phận rất nặng nề, là bởi vì đối với kinh Phật, đối với nhà sư, thọ một hộp gạo hộp cơm của bá gia nặng như tu di sơn. Vì vậy mà đối với quý vị là giúp đỡ tôi trong cái số tiền hai lần để tạo điều kiện cái nhà thuốc của tôi nó hoàn thành, đối với cái mang ơn của quý vị, tôi cũng cố gắng hết sức mình để làm sao giúp đời có cái phước để tôi cùng có hưởng và quý vị cùng hưởng, để cùng nhau có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Là bởi vì Đức Thầy Ngài có cho biết là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Vậy thì mỗi người muốn dự hội Long Hoa đi gặp Thầy thì đều phải có phước, mà muốn có phước thì chúng ta phải giúp đời. Mà cái giúp đời của tôi thì tôi có khả năng, tôi có thân xác, tôi có cái trí nghiên cứu ra thuốc men, chăm sóc bệnh nhân tôi có, nhưng với điều kiện tiền là nói chung không có điều kiện để làm ra tiền. Mà quý vị có cái điều kiện kinh tế để giúp đỡ tôi trong cái phương diện này. Cho nên có câu là có kẻ công người của, phước thì chia hai. Thì tôi nguyện rằng đối với tất cả những việc làm từ thiện của anh em trước đây, tới giờ có những cơ sở nó thành hình, có những cơ sở nó không thành hình, làm cho số bà con mình rất là thối chí nản lòng, thì tôi cũng nguyện hết sức mình cái điều kiện tôi làm, cố gắng để thành công, để sau này khỏi cái là thất vọng đối với bà con giúp đỡ tôi trong cái điều kiện chân chất như thế này. Thì trước khi dứt lời, tôi cũng cầu nguyện ở trên Đức Phật, Đức Thầy từ bi gia hộ cho toàn cả bà con mạnh thường quân, để giúp đỡ tôi mạnh lành và cố gắng phát triển vấn đề vật chất, để tạo điều kiện làm sao giúp đỡ thêm tôi hoặc những người khác có điều kiện nhu cầu để làm lợi lạc cho chúng sinh. Và cầu nguyện cho tất cả bà con đồng bào trong nước hoặc trên thế giới, ai cũng đều sống trong thế giới an lành, ai cũng biết tu hành, ai cũng muốn dự hội, ai cũng đều có mặt trong ngày Long Hoa, và có ai cũng đều mãn cái phòng trần, đều sanh qua cực lạc quốc. Đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ kính thưa chú Ba, thì cũng như lần trước thì con với thầy Hậu đến, thì chú Ba có hỏi chú Ba là về vấn đề mình tu sửa cái căn nhà đó, là khoảng 67 triệu gì đó. Thì hôm nay đợt này nữa thì con với thầy Hậu tổng cộng là 60, như đợt trước là 40 triệu, 45 triệu. Vậy là 100 Cái hồi đó giờ mình chưa có xây dựng sửa chữa, không phải là thợ mộc với thợ hồ. Thì quý vị cũng biết hồi sớm giờ mấy em cũng quay sơ cái
cái phong cảnh ở đây, đây thứ nhất là lợp ra trên nóc nhà đâm ra mé dại, rồi nhà cầu lợp, rồi sau này làm cái bếp ăn tập thể, rồi lót gạch bông nông ra rộng, rồi ghe tre ra mé dại, sau này làm giường nằm, rồi giống chuẩn bị vài chục cái giống để bà con mình tới đông để có cái nơi để nằm nghỉ chờ đợi, và cái lò để mà xào thuốc để bà con mình sau này đến đây gai cuộc sống để bó. Thì cái dự trù thì nếu mình nói nhiều quá thì nói chung là đôi khi bà con đánh giá ông đạo thì nó dư, còn nói thiếu quá thì nói chung tôi cũng không có tiền đâu làm tiếp. Cho nên vậy mà ở đây thì bà con thấy thì cũng ước tính chắc cỡ khoảng nội tiền thợ không 20 triệu rồi. Vậy thì chắc hoàn thành giường nằm nhà ăn tập thể sau này quý vị thấy khang trang thì chắc cũng phải từ 150 triệu. Thì hiện giờ mấy em trao lần là hai lần là 105 rồi. Nếu bà con có giúp đỡ thêm thì giúp, nếu không thì ở trong nhà cũng gán mà là bươn chải làm cho nó rồi. Chính cũng xin thân chào bà con. Thì coi như là mình làm tới đâu thì hay tới đó đi ha chứ ba ha. Bây giờ thì như coi như là phần này nữa là 105 thì cũng tạm ổn rồi. Thì bây giờ ví dụ như chú ba cứ làm đi. Rồi sau này ví dụ như nếu mà có thiếu thêm đó thì con với Thành Hậu sẽ nói với bà con tiếp cho chú ba thêm cái phần đó. Ha, còn ví dụ như nếu mà đủ thì thôi mình không nhận nữa. Nha chú ba ha. Rồi cũng mong chú ba đừng dồi dào sức khỏe. Thân tâm luôn an lạc để mà lo cho bà con cũng như là những phần thúc năm chú ba đã làm và những cái tay nghề lương y của chú ba đó thì sẽ được bà con về đây để mà nhờ chú ba giúp nha. Mời bà Thành Hậu có đôi lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì vừa qua được sự hoan hỷ của chú ba đón nhận một số tiền của quý vị Mạnh Thường Quân. Đây là một số tiền để làm chung chứ không làm riêng cho bất cứ một người nào. Và cái cơ sở này cũng phụng sự cho tất cả mọi người chứ không có riêng về ai. Tại vì Đức Phật xuống đây ra đời dạy đạo thì Ngài cũng lấy một cái tâm không để dạy, và sau đó thì chúng sanh nương theo đó tu, cuối cuộc đời đó thì cũng đắc được một cái, nếu cái người nào mà có cái tâm không làm tất cả mọi việc mà lấy cái tâm không thì là chân lý. Cho nên Đức Thầy cho biết là làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Như vậy thì giữa giữ cái tâm không để chúng ta làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng sanh tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên. Thì đó là những lời của Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì thưa toàn thể quý vị, thì trước khi mà Thành Hậu cũng dứt lời và xin cầu chúc cho chú ba được có một cái nghị lực và sức khỏe để phụng sự cho tất cả những cô bác bà con đến đây mình làm việc đạo đức, và khuyên mọi người vừa chỉ sát thân là chú ba bốc thuốc rồi bắt mạch vân vân, đó là trị về cái thể xác. Còn về tâm linh là quan trọng nhất, là con người mình nếu mà tâm linh mà mạnh thì sức khỏe nó mạnh, còn cái tâm linh mình nó yếu thì nhiều khi nó liên quan đến sức khỏe chú ba. Vậy thì cái điều quan trọng nhất là chú ba sẽ giảng giải về cái chân lý giải thoát để cho mọi người biết được cái cuộc đời này nó không có chi là vĩnh viễn trường tồn, nay vậy mai khác, của cải gia tài với đám phù dân trước gió nước bọt mây bèo, những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi đến người khác rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thì đó là những cái chương trình đạo Phật, mục đích của Đức Phật ra đời nhằm làm sao cho chúng sanh giác ngộ rời bỏ cảnh giới này, tìm đến cảnh giới Niết Bàn, gọi là Niết Bàn tịch tịnh, là đường vô sanh. Thì điều thứ nhất, Thành Hậu xin cầu chúc cho chú ba được tròn thành hạnh nguyện của mình. Qua điều thứ hai thì cũng không biết nói gì hơn, quý vị Mạnh Thường Quân đã có tấm lòng từ bi bác ái rộng lớn vị tha để giúp cho tất cả mọi người, không nói riêng là chú ba, tất cả mọi người hết. Nếu có một cái tâm hướng thiện là một cái tâm giúp đời thì quý vị Mạnh Thường Quân là sẽ cố gắng giúp đỡ, đó là cái điều rất là quý báu. Cũng không biết nói gì hơn, thầm nguyện ơn trên chư Phật mười phương, quay linh tổ thầy cùng với đấng trăm quan chư vị gia trì hộ độ cho toàn thể chư quý vị, bửu quyến gia đình của những vị Mạnh Thường Quân được luôn luôn lúc nào cũng phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, và bửu quyến gia đình luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và yên tâm niệm Phật và giúp thế độ đời. Cố gắng làm sao
mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Đức thầy chúc có câu là trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn thanh đến chẳng ngưng. Thành hậu đến đây dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, và Tuấn Dũng cũng xin cảm ơn gia đình của chị Kim Nguyễn và gia đình của chị Nguyễn Thu Nguyệt và gia đình của chị Hồ Chiên và bé Thiện An và gia đình của cô Sáu Xuân đã hỗ trợ những phần tiền tài để cho Tuấn Dũng mang đến đây để trợ giúp cho chú ba. Thì một lần nữa Tuấn Dũng cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật và xin kính chào tất cả quý vị.